Chào các bạn, đây là môn kỹ thuật lập trình mã số 1027. Phần này chúng ta sẽ thảo luận về polymorphism hay là tính đa hình của OP. Thì tính đa hình là một trong những cái lợi thế rất là mạnh khi các bạn sử dụng cách tiếp cận lập trình hướng đối tượng. Và tôi sẽ thảo luận kỹ với các bạn cái này ở trên lớp. Và ở đây tôi chỉ giới thiệu sơ qua cho các bạn cái khái niệm cũng như là một số cái điểm mà các bạn cần lưu ý khi các bạn sử dụng đa hình. Rồi, thì về đa hình á, nó như thế này. Các bạn tưởng tượng cái tình huống mà các bạn có là các bạn có một cái class tên là shape trong cái sơ đồ mà các bạn thấy trong cái bài trước đó. Chúng ta có một cái class tên là shape. Rồi, cái shape đó giống như là một cái class cơ bản để định nghĩa là các bạn có một cái đối tượng lưu trữ cái hình dạng, đúng không nào? Bên dưới cái shape đó các bạn có những cái class con, ví dụ như là các bạn có ellipse, đúng không? Các bạn có polygon. Dưới polygon thì các bạn có vài thứ nữa, đúng không? Có rect nè, có gì đó, rhombus, đúng không? Ok, thì với những cái sơ đồ kế thừa này, chuyện gì sẽ xảy ra nè? Câu chuyện xảy ra là các bạn nếu như muốn đóng vai một người làm quản lý, các bạn quản lý các cái đối tượng như thế này trong một cái hệ thống, đúng không? Thì các bạn sẽ phải lưu trữ nhiều cái danh sách khác nhau. Ví dụ đơn giản nhất là các bạn sử dụng array để quản lý các cái đối tượng đi. Như vậy hình dung là bạn cần một cái danh sách cho các cái ellipse, các bạn cần một cái array cho các cái circle, các bạn cần một cái array cho polygon, các bạn cần một cái array cho rhombus, vân vân. Như vậy thì nó bất tiện lắm. Như vậy đứng ở cái góc độ là người quản lý một cái system, các bạn sẽ chỉ quan tâm là gì? Không, tôi chỉ quan tâm là tôi có một cái array, những cái đối tượng shape thôi, hình thôi, và tôi sẽ tương tác với từng đối tượng đó. Như vậy câu chuyện ở đây là tùy vào cái loại đối tượng cụ thể mà cái hành vi nó sẽ khác nhau. Hình dung như thế này, trong shape các bạn có một cái method là no, row. Được chưa? Thì cái method row này trong shape có thể không làm gì hết, tại vì bạn đâu có biết cái đối tượng của shape là chứa cái gì đâu, nó rất là trừu tượng, đúng không nào? Như vậy thì các bạn khi các bạn thiết kế cái lớp ellipse, các bạn sẽ có cái nhu cầu là các bạn override cái method đó, và các bạn cũng sẽ có cái method row của ellipse. Các bạn cũng sẽ override cái đó bởi vì vẽ một cái ellipse và vẽ một cái circle nó khác nhau, đúng không? Các bạn có thể override cái method đó. Tương tự đối với polygon, đúng không? Rồi. Như vậy cái câu chuyện ở đây là giả sử với những cái sơ đồ kế thừa như thế này, tôi có một cái con trỏ, đúng không? Con trỏ tôi có là con trỏ shape. Sorry. Shape. Tôi có một con trỏ P chẳng hạn. Giả sử như con trỏ P này tôi chỉ đến một cái đối tượng, và nếu như đối tượng đó là circle thì sao? Ở đâu đó trong chương trình của các bạn, giả sử như tôi gọi P. Sorry. Row. Như vậy câu hỏi ở đây mà các bạn cần trả lời đó là vậy cái phương thức row mà tôi gọi đây nè sẽ là phương thức row của shape hay là phương thức row của circle? Cái nào? Đúng không nào? Như vậy thì cái câu hỏi đó nó tùy thuộc vào cái cách các bạn hiện thực cái hàm row này, cũng như cái cách các bạn khai báo cái hàm row trong trong từng cái lớp.
Thì để rõ ràng cho các bạn thì bây giờ chúng ta nhìn qua một cái khái niệm gọi là hàm ảo virtual. Thì chính nhờ cái hàm ảo, nhờ cái khái niệm hàm ảo này mà cái tính đa hình nó được thiết lập. Thì các bạn hình dung là bây giờ như thế này. Nếu các bạn khai báo một cái hàm row bình thường trong shape, rồi các bạn override cái hàm row đó trong circle. Như vậy khi các bạn thực hiện cái câu lệnh này p row, bởi vì cái kiểu của p là kiểu shape, được chưa nào, cái kiểu của p là kiểu shape, cho nên là khi các bạn gọi cái hàm row này thì tức là các bạn gọi cái hàm row của shape, không có lý do gì hết. Nhưng mà thực sự á, các bạn đang nhìn thấy một câu chuyện là p đang trỏ đến một cái đối tượng của circle. Thì trong phần về con trỏ đối tượng á, tôi có nhắc lại với các bạn là cái nào được trỏ đến cái nào, cái con trỏ của đối tượng nào được chỉ đến cái đối tượng nào, đúng không? Như vậy thì bây giờ các bạn rõ ràng các bạn thấy là con trỏ của lớp cơ sở có thể chỉ đến cái đối tượng của cái lớp dẫn xuất là circle. Nhưng mà bởi vì P là con trỏ của lớp cơ sở, cho nên khi bạn gọi row này thì bạn đang gọi row của lớp cơ sở. Nhưng mà cái thực sự mà các bạn muốn là cái này, đúng không? Như vậy nếu như các bạn muốn gọi cái hàm row này là cái phương thức của cái lớp thuộc cái đối tượng circle mà bạn đang chỉ tới, thì lúc này các bạn phải định nghĩa cái hàm row này là hàm virtual, hàm ảo, đúng không? Như vậy thì khi bạn định nghĩa một cái hàm là hàm virtual thì trình biên dịch sẽ dịch cái hàm đó theo cái cách mà cái lời gọi hàm lúc này phụ thuộc vào cái đối tượng thực sự mà bạn đang chỉ tới, chứ không phải là cái con trỏ, không phải dựa vào kiểu của con trỏ nữa mà dựa vào cái đối tượng thực sự, đúng không? Đó là một cái ý quan trọng. Tôi sẽ giải thích kỹ lại cho các bạn cái này trong những cái buổi lên lớp. Đó là cái thứ nhất. Ý thứ hai quan trọng mà tôi muốn nhắc với các bạn ở đây á là cái hàm ảo này nè, nó được thiết lập dựa trên một cái khái niệm rất là quan trọng mà tôi đã nhắc ở trong cái phần về con trỏ, đó là con trỏ hàm. Thì hàm ảo chính là được hiện thực bằng con trỏ hàm nha. Thì cụ thể nó như thế nào thì các bạn chưa cần quan tâm, tôi chỉ giải thích cho các bạn để các bạn hiểu là gì, tại sao cái con trỏ hàm nó mạnh như vậy và tại sao nó lại được dùng trong tình huống này ha. Rồi, như vậy cái các bạn thấy trên bề mặt là virtual function, cái behind the scenes là con trỏ hàm, nhớ giùm tôi cái chuyện đó ha. Rồi, chúng ta có ở đây một số cái note liên quan đến cái tính đa hình này. Thì các bạn thấy là có một số tình huống á, là các bạn có thể dùng cái câu lệnh switch, tức là dựa vào cái các bạn có thể xài một cái trick, tức là các bạn thêm vô một cái trường nào đó ở trong cái object ở lớp cơ sở, và cái trường đó cho phép bạn biết là cái đối tượng bạn tạo ra là đối tượng của class nào. Và các bạn có thể dùng cái câu lệnh switch này để bạn gọi cái hàm tương ứng của cái lớp đó. Nhưng mà cái đó rõ ràng là nó rất là bất tiện và nó không có hiệu quả về mặt quản lý. Và do đó cái tính đa hình ở đây nó trở nên quan trọng. Hả? Thì cái note ở trong cái slide này mục tiêu là muốn nói cho các bạn là chúng ta có rất nhiều cách để giải quyết bài toán. Đúng không nào? Chúng ta có vấn đề và chúng ta có rất nhiều cách để giải quyết. Nhưng mà cái cách giải quyết bằng cái trường liên quan đến định kiểu này và cái câu lệnh switch là một cái cách không thông minh, hay nói cách khác là nó không có linh hoạt, nó làm cho cái code của bạn rất là cồng kềnh. Không thể nào bạn chỉ vì muốn gọi một cái hàm, một cái phương thức mà các bạn phải phải viết một cái đoạn code dài và nhiều thứ để kiểm tra vậy. Đó là chưa kể cái tính mở rộng, khi sau này các bạn có nhiều đối tượng hơn, các bạn muốn mở rộng ra thì các bạn không thể làm như vậy được ha. Cho nên cái này làm được nhưng mà nó không có hiệu quả. Thì cái khái niệm hàm ảo chúng ta đã giới thiệu hồi nãy rồi đó, thì chắc các bạn có cái hình dung sơ sơ về cái hàm ảo rồi. Thì ở đây khi các bạn muốn khai báo một hàm là hàm ảo thì các bạn chỉ cần viết thêm cái từ khóa virtual vào
phía trước cái hàm đó thôi, là bạn có thể biến nó thành một cái hàm ảo, được không nào? Như vậy thì một hàm được khai báo là hàm ảo, nó sẽ giúp cho bạn hiện thực được cái tính đa hình. Bạn chỉ cần khai báo một hàm là hàm ảo ở cái lớp cơ sở thôi, tất cả những cái hàm mà bạn override ở lớp dẫn xuất đều sẽ tự nhiên là hàm ảo. Ha? Và khi bạn khai báo một hàm là hàm ảo ở lớp cơ sở thì mặc nhiên lúc này trình biên dịch sẽ biến cái định nghĩa của bạn thành một cái con trỏ hàm, và nó sẽ liên kết, nó trỏ cái con trỏ hàm đó đến cái địa chỉ của cái hàm mà bạn hiện thực cho cái đối tượng đó. Như vậy khi các bạn tạo ra một đối tượng, ví dụ các bạn tạo ra đối tượng circle, thì cái con trỏ hàm nó sẽ chỉ đến cái địa chỉ, cái đoạn code mà thực thi cái phương thức tương ứng. Khi bạn tạo ra một đối tượng thuộc lớp rectangle thì cái con trỏ hàm nó sẽ chỉ đến cái địa chỉ của vùng code của cái hàm tương ứng. Như vậy thì khi bạn gọi cái hàm đó thông qua con trỏ đó thì các bạn thực sự không cần biết cái loại của object là gì, bạn chỉ cần chạy đến đúng cái đoạn code đó để bạn thực thi thôi. Và bởi vì tất cả các cái con trỏ hàm này đều có chung một cái form, cho nên đương nhiên cái cách gọi là giống nhau. Ha? Đó là cái trick mà trình biên dịch sử dụng. Và thực ra cá nhân tôi cũng có sử dụng con trỏ hàm khá nhiều, bởi vì nó giúp cho tôi giải quyết rất là nhiều bài toán trong trong lập trình. Ha? Thì các bạn sẽ từ từ, các bạn khi các bạn có nhiều kinh nghiệm, các bạn sẽ thấy cái này nó là một cái công cụ cực kỳ mạnh. Rồi, ở đây thì các bạn thấy một số cái nốt nó tương đối là chi tiết hơn. Thì tôi sẽ giải thích kỹ cho các bạn khi các bạn làm quen trong cái quá trình các bạn code. Ha? Thì các bạn có thể gọi một cái hàm thông qua cái con trỏ của đối tượng. Ha? Thì thường là cái này nó sẽ thể hiện ra ngay lập tức. Và các bạn sẽ thấy là gì? Cái shape pointer này là cái con trỏ của cái lớp shape. Còn cái đối tượng của cái lớp shape này là ok. Ở đây cái shape object này là khác nhá. Cái này là một cái đối tượng thực sự. Còn cái này là một cái con trỏ chỉ đến cái đối tượng shape. Ha. Đó. Như vậy thì quay trở lại đây một tí, các bạn có thể nhìn lại cái diagram này. Thì ở đây tôi có, xin lỗi, chúng ta có cái shape này đúng không? Ok. Cái này là shape. Ha. Ok, chúng ta có chỗ này shape. Thì các bạn thấy gì? Nếu như tôi gọi cái hàm row này trên cái lớp shape dùng con trỏ, thì tôi sẽ gọi cái này, thí dụ như tôi có cái shape con trỏ PTR và new circle, thì lúc này các bạn có thể gọi cái hàm row đó bằng cái toán tử này. Chúng ta đã quen với toán tử này rồi đúng không? Các bạn có thể gọi như thế này, PTR row. Nhưng mà nếu như các bạn khai báo cái shape s đi chẳng hạn, thì lúc này các bạn gọi s.row. Hai cái này là hoàn toàn khác nhau. Khi các bạn gọi shape, gọi thông qua đối tượng á, thì lúc này cái đối tượng của bạn nó đã có cái kiểu là shape rồi. Cho nên khi bạn gọi row này, hiển nhiên là bạn đang gọi row của cái class là shape. Được chưa nào? Còn khi bạn gọi cái row này thông qua cái con trỏ này, thì lúc này chưa chắc là cái row này là cái row của shape. Bởi vì lúc này cái đối nó tùy thuộc vào cái đối tượng bạn mà cái con trỏ PTR nó đang chỉ tới. Con trỏ PTR này nó đang chỉ tới cái đối tượng circle của class circle. Cho nên cái hàm row mà các bạn gọi ở đây sẽ là hàm row của circle. Ha, đó là cái ý quan trọng. Cho nên là chỗ này, cái slide này chẳng qua là để phân biệt cho các bạn cái sự khác biệt giữa cái cách gọi thôi. Bạn gọi thông qua con trỏ và bạn gọi thông qua đối tượng.
Thì khi các bạn gọi thông qua đối tượng á, thì cái này người ta gọi nó là early binding. Early binding có nghĩa là sao? Là gắn kết sớm, tức là trong cái lúc biên dịch tôi đã biết là cái chỗ đó tôi gọi cái hàm nào rồi. Còn cái này nó gọi là late binding, tức là lúc mà tôi viết code á, tôi chưa biết là tôi sẽ gọi hàm nào. Nhưng mà trong cái quá trình thực thi á, tùy thuộc vào cái đối tượng mà cái shape pointer đó chỉ tới mà bạn sẽ gọi đúng cái hàm của cái class của cái object đó. Được chưa nào? Đó là một cái ý mà để cho các bạn phân biệt thế nào gọi là late binding và early binding. Các bạn sẽ gặp lại cái thuật ngữ late binding và early binding trong nhiều cái ngôn ngữ khác ha. Binding là một cái thuật ngữ khá là phổ biến. Rồi, bây giờ chúng ta lại nói đến một cái khái niệm gọi là cái lớp trừu tượng và lớp cụ thể ha. Thì lớp trừu tượng là gì? Các bạn hình dung một cái tình huống như thế này, giống như cái sơ đồ kế thừa mà các bạn thấy trong cái phần ví dụ trước. Cái shape đó thực ra nó không đại diện cho cái gì hết. Các bạn có cần một cái đối tượng của lớp shape không? Tại vì nó đâu có cái gì đâu, đúng không? Cho nên là các bạn cũng không thể vẽ một cái shape, tại vì cái shape đó bản thân nó không có chứa cái gì cả. Như vậy, đứng ở cái góc độ mà luận lý á, các bạn nhìn các bạn sẽ thấy khi các bạn nói shape thì nó rất là trừu tượng và các bạn cần cái gì đó nó cụ thể hơn các bạn mới mới thao tác với nó được. Như vậy khi cái chúng ta tạo ra cái lớp shape đó thì cái lớp shape đó thực ra nó chỉ mang cái mục đích là gì? Là tạo ra một cái khung trừu tượng hóa. Thí dụ như tôi nói thế này, tôi có thể tạo ra cái đối tượng shape đó, tôi có thể vẽ cái shape nè, tôi có thể xóa cái shape nè, tôi có thể làm bla bla bla. Tôi định nghĩa một số cái thao tác mà tôi có thể làm trên một cái shape. Như vậy thì đối với cái shape circle thì tôi sẽ vẽ khác, đối với cái shape rectangle thì tôi sẽ vẽ khác. Đối với một cái shape thì tôi có thể move, ha, tôi có thể rotate, tôi có thể làm nhiều cái thao tác, đúng không nào? Thì những cái concept là thí dụ như vẽ nè, rotate, move, translate này nè, tất cả những cái đó là tôi có thể định nghĩa ngay từ ban đầu được những cái thao tác mà tôi làm được với một cái shape, đúng không nào? Thì lúc đó tôi lại không muốn có một đối tượng nào cụ thể của lớp shape hết. Như vậy tôi muốn shape trở thành một cái lớp gọi là lớp trừu tượng. Khi bạn không thể nào có một đối tượng thuộc cái lớp đó thì cái lớp đó gọi là lớp trừu tượng. Hiểu không nào? Rồi. Như vậy cái khái niệm lớp trừu tượng ở đây được đặt ra với mục đích là gì? Là trừu tượng hóa cái dữ liệu mà bạn đang thiết kế. Được không nào? Thì cái mục tiêu của nó là gì? Là cung cấp một cái lớp cơ sở cho những cái lớp khác. Thì cái lớp cơ sở ở đây nó hiểu theo cái nghĩa là đặt nền móng ha. Nó cung cấp cho các bạn một cái interface mà những cái lớp dẫn xuất có thể override cái interface đó và người dùng có thể tương tác được. Như vậy thì cái lưu ý quan trọng mà các bạn thấy ở đây là gì? Không có đối tượng nào của một lớp abstract có thể được khai báo. Được chưa? Nếu như bạn định nghĩa một cái class mà tôi có thể khai báo được một cái đối tượng của lớp đó thì cái đó không phải là abstract class. Hả? Đó là một cái lưu ý cực kỳ quan trọng mà các bạn phải nhớ giùm tôi. Bạn đã nói rằng cái lớp đó là lớp trừu tượng thì bạn không thể nào tạo ra một đối tượng của cái lớp đó được. Bạn không thể có một cái instance của cái lớp đó được. Nhớ chuyện đó ha. Rồi, nhưng mà các bạn lại có thể dùng cái con trỏ của lớp đó. Bạn không thể khai báo đối tượng, bạn không thể tạo ra đối tượng, nhưng bạn có thể có con trỏ của cái lớp đó. Ok. Rồi. Cái khái niệm nữa là khái niệm về lớp cụ thể. Tôi dịch là cụ thể cho các bạn dễ hình dung ha, chứ còn nói là concrete mà dịch đúng cái từ thì nó không có nghĩa ha. Cho nên cái này là lớp cụ thể. Lớp cụ thể là lớp mà các bạn có thể có một cái đối tượng thuộc cái lớp đó. Ok. Rồi, nó chỉ vậy thôi. Như vậy thì trong cái lớp trừu tượng và cái lớp cụ thể thì cái lớp trừu tượng các bạn sẽ cần khai báo ít nhất là một hoặc nhiều cái hàm mà nó được set bằng không.
chỉ cần một cái phương thức của cái class đó mà được khai báo bằng không này thì lập tức là cái lớp đó trở thành lớp trừu tượng. Tại sao vậy? Tại vì nếu như các bạn khai báo một cái hàm mà các bạn gán cho nó bằng không, có nghĩa là bạn không có một cái hiện thực nào của cái hàm đó có thể liên kết được, tức là bạn không thể gọi được cái hàm đó. Như vậy, nếu như các bạn có một cái đối tượng nào đó của cái lớp đó thì bạn đương nhiên bạn gọi được cái hàm đó, mà như vậy thì nó mâu thuẫn, đúng không nào? Như vậy có nghĩa là nếu bạn đã nói rằng tôi có một cái phương thức mà phương thức đó bằng null thì tôi không thể nào tạo ra một đối tượng của lớp đó được. Được chưa nào? Rồi. Thì đó gọi là cái lớp trừu tượng. Như vậy thì khi các bạn khai báo một cái lớp trừu tượng á, các bạn cũng có thể đồng thời khai báo luôn cái hàm ảo virtual function. Và nếu như một cái hàm ảo thuần túy á, thì các bạn sẽ thấy là được khai báo virtual và gán cho nó bằng không luôn. À, cái chữ const này thì không quan trọng lắm, chủ yếu là các bạn gán cho nó bằng không. Tôi sẽ cho các bạn thấy cái này trong cái quá trình demo ha. Rồi, như vậy cái tính đa hình ở đây thì những gì tôi giải thích cho các bạn nãy giờ là đủ để cho các bạn hiểu thế nào là đa hình rồi. Cái phần này chẳng qua là một cái tổng kết lại cho các bạn thấy thế nào là đa hình thôi ha. Thì giống như ở đây tôi có cái gì, một cái đối tượng employee y và một cái con trỏ employee trỏ về y. Ok. Một cái class Holly Walker và một đối tượng S là của Holly Walker và con trỏ S của Holly Walker lấy địa chỉ này. Thì khi các bạn gọi hàm print của y á thì đương nhiên bạn đang print cái hàm trên cái đối tượng là y, đúng không? Khi bạn lấy S bạn print thì đương nhiên là các bạn đang print cái hàm trên đối tượng S Holly Walker. Khi các bạn lấy địa chỉ của S bạn gán vô y thì rõ ràng là gì? Employee là cha của Holly Walker, cho nên khi các bạn lấy con trỏ của cha các bạn chỉ xuống cái đối tượng của con thì cái này là hợp lệ. Và khi các bạn gọi y pointer print thì lúc này cái đối tượng mà y pointer đang trỏ tới á, là h, tức là Holly Walker, cho nên cái hàm print này nè thực ra là hàm được gọi sẽ là hàm của Holly Walker. Vậy thôi. Ok. Và trong cái phần này chúng ta cũng có thảo luận sơ qua về cái cách mà dynamic binding, tức là late binding đó, liên kết động á. Thì cái kiểu của object thì các bạn như đã thấy trong cái phần trước tôi nói về hàm ảo đó, là không cần thiết khi mà các bạn đã khai báo hàm đó là hàm virtual. Được chưa? Và những cái gạch đầu dòng mà các bạn thấy ở đây á thì gần như là những gì chúng ta thảo luận nãy giờ là đủ hết rồi ha, được không? Rồi bây giờ chúng ta lại nói tới một cái khái niệm gọi là hàm hủy bỏ ảo virtual destructor. Thì như các bạn thấy ở đây á, hàm hủy bỏ ảo là hàm gì? Nó là một cái destructor thôi nhưng mà bạn khai báo là virtual. Như vậy tại sao các bạn phải khai báo một cái hàm ảo là destructor? Các bạn hãy suy nghĩ ha. Tôi sẽ trả lời cho các bạn cái này ở trên lớp. Bởi vì đây là một cái khái niệm khá là thú vị. Và chúng ta sẽ thảo luận rất là nhiều vấn đề liên quan đến constructor cũng như destructor của class. Ha. Huh? Ok.